Ok, hello, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải Gaming. Và Duy Khải chúc anh em buổi xem video vui vẻ. Và video này thì những trận đóng kim thì anh em khá nhiều hỏi Khải là soi set đồ của bà Tăng ở server Đại Gia Sơn này thử như thế nào. Thì được Khải check cho anh em xem. Đầu tiên thì cây vũ khí thì nhìn vào thì chắc chắn là quá đẹp rồi. Ở những server trước của vậy, ông cũng hay mang cho mình cái top 30 và độc sắc khá là cao. Không biết là những cái cây này ông tranh ở đâu ra mà Khải đã ấy 2 server rồi. Server trước cũng là top 30, độc sắc trên 40 cũng là dòng 2. Đó. Là ở server này cũng vậy, có thêm một cây y cũng tương đối như vậy luôn, không khác gì luôn. 30-44. Đó. Chắc chắn thì đao mọc thì sẽ đi với áo thủy với gia truyền thủy rồi. Áo thủy đó. À, sẽ lực mà 40-30-17, cái này chóng 40 nó đẹp luôn. Gia truyền thì lái theo hiệu ứng chóng 30 và sẽ lực cao. Nhận dưới chắc chắn là kim rồi. Đó, đai lưng làm chạm 40. Vòi mọc và bao tay làm chạm 40, chắc chắn nhẫn sẽ mọc nữa là được 80 làm chậm và 60 chón từ áo và gia truyền và khăn lôi từ nón, và làm chậm 120 làm chậm nha anh em, 120 làm chậm nha anh em ơi. Giày, đai, bao tay, nói chung là một set đồ mắt pin. Bên này thì ông bà Tăng Vlog này, Hải này chơi mình đa số là hiệu ứng nhiều anh em, kháng thì không có, đa số khả thái hiệu ứng thôi. Hiệu ứng cho làm chậm 120 này, với lại chón 40. Kháng thì chỉ có mỗi khăn lôi 30 và cái đây vũ khí khăn lôi 5 mà thôi. Đó, kháng thì chuyện đó thôi. Công lôn này là ông chắc là ông không chơi về hướng kháng rồi, chắc là ông ép về cái điểm kháng bút chạc rồi. Nhìn sơ qua thì anh em thấy thì 120 làm chậm với lại 60 chón. Kháng thì chỉ có mỗi cái nón khăn lôi và vũ khí khăn lôi thôi. Còn những cái món khăn lôi kia là đỡ kích cái dòng làm chậm thôi, chứ nó không có hiệu ứng, nhưng không có kháng gì cả. Đó, nói chung set đồ của bà Tăng thì điểm sơ qua thì lượng kháng không có nhiều, nhưng mà đồ sinh lực và mắt hiệu ứng 120 làm chậm với lại 60 chón, sinh lực khá là cao. Đó anh em, chung là rất đẹp luôn. Cái đao đó gọi cái đao Khải nghĩ dạng đô 1 về cái hướng tóc và độc sát rồi. Đao tóc 30, độc sát 44 quá đẹp. Không biết tối nay ông có tóc 1, tóc 2 nữa hay không này, tí nữa anh em cùng chờ đợi thử như thế nào nha. Ok anh em xem đừng cho quên cho một like chia sẻ anh em ơi. Anh em nào thích nhân vật nào thì cứ comment ở video thì Khải sẽ tiếp tục soi những cao thủ tống kim anh em xem. Bữa giờ Khải thì toàn trên top 10 thôi anh em ơi, có một trận top 5 thôi. Nên là Khải cũng chưa soi đồ Khải gì nhiều, nó đồ Khải cũng đồ sĩ đà thôi. Sẽ đồ Khải có 500.000, 600.000 thôi anh em ơi. Ok, cảm ơn anh em nha.